Này, chị học về các công thức cơ bản trong lập trình học rồi. Các công thức đó bao gồm hai loại, công thức tuần tự và công thức lựa chọn. Trong công thức tuần tự thì nó là gì? Nó là cấu trúc thông dụng và đơn giản nhất. Trong cấu trúc này thì các lệnh được sắp xếp tuần tự, lệnh nọ thì tiếp lệnh kia, ví dụ như là nó sẽ theo dạng như này, lệnh một. Lần 1, tiếp đến lần 2, rồi tiếp đến lần 3, lần chấm 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 hay nào, nó tương tự nhau. Và các cấu trúc lựa chọn, cấu trúc thứ hai là cấu trúc lựa chọn. Đối với cấu trúc lựa chọn thì nó như thế nào? Đó là nó bao gồm rất nhiều kiểu, trong đó có kiểu if then. Lần này được thể hiện như thế nào? Lần này được thể hiện ở thuật toán của nó. Toán của nó như thế nào? Thuật toán của nó là nó bao gồm là nếu mà xét điều kiện nếu đúng thì sẽ đi đến công việc, sẽ tới công việc, còn nếu sai thì nó sẽ đến sẽ kết thúc. Bây giờ ta ví dụ như là cấu trúc này chẳng hạn, CMB AL0 nghĩa là nó tính ra xem thử là cái thằng VR này A0 hay không? Còn gì? Nghĩa là kiểm tra xem A0 này A0 hay không? Rồi, nếu như mà nó nếu bằng không thì nếu mà nó khác không thì gán luôn, còn nếu mà nó bằng không ấy thì sẽ tăng lên một. Đấy. Câu trúc if gen L. Đấy. Nếu như mà nếu khác không ấy thì gắn luôn. Còn nếu bằng không rồi tiếp theo, lệnh tiếp theo là in c AL. Nếu mà AL nó bằng không ấy thì tăng AL lên 1. Đấy. Và nó thực hiện tiếp cái công đoạn tiếp theo là gán MV BL phải AL. Trong lần này ta thấy này, nếu nó đúng thì nó sẽ tới, ví dụ như mình kiểm tra xem AL hay không, nó đúng thì nó sẽ gán luôn, nếu sai thì nó thực hiện kết thúc lần.
đối với thuật toán if general cũng tương tự như thế, nó là công việc một, công việc hai. Đây, với thuật toán if general thì nó sẽ là, nó là đúng thì nó sẽ thực hiện công việc một. Còn nếu sai thì nó thực hiện công việc hai. Đây ấy, nếu như mà theo công thức if gen ấy thì tới đây là nó kết thúc rồi, đây kết thúc rồi nó sẽ chạy tiếp. Còn nếu mà if gen L ấy thì nó sẽ thực hiện cái giai đoạn này đi tiếp và nó kết thúc. Sang tiếp câu lệnh thứ 3, đó là câu lệnh for do, rồi will do, rồi là will get until. Đối với các câu lệnh này ấy, thì nó luôn là nó là thuộc nhảy không có điều kiện. Nó là một lệnh nhảy không có điều kiện, bao gồm là cái lệnh will do, lệnh will do. Lần này hoạt động như thế nào? Lần này là nó sẽ, nếu mà em không ngửi mà lập trình hồi đầu tiên nó sẽ là đúng. Đấy, tiếp theo là UMB. UMB nó thực hiện là if not. Một cái lệnh là condition, rồi do, nó sẽ thực hiện tiếp FGMB stop. Tiếp theo đó nó thực hiện là đúng, nó thực hiện hành động. Đấy, hành động. Rồi sau khi thực hiện hành động rồi ấy, nó chạy tiếp nữa. Cuối cùng stop. Trong đó chúng ta để ý là if not action đó là condition, đó là cái gì mà nếu mà trong trường hợp mà cái này mình sẽ giải thích ở một phần đây, giải thích đây. Đây cho là 3 đi, đây là 4 đi. Đây ví dụ như là con condition nó là you
Nếu như mà C nó bằng bằng một carry và carry thì cái lệnh mà nhảy lệnh nhảy nếu còn, nếu mà còn nhớ nó không được đặt hết thì nó sẽ chạy DNC. Đây. Rồi đối chiếu so sánh lần tiếp theo là cấu trúc if then else. Lần này có đặc điểm gì? Lần này ấy, nếu mà đúng lần này theo toán thì nếu mà điều kiện một cái điều kiện gì đó thì cái đó nếu đúng thì nó sẽ thực hiện cái lệnh hành động thứ nhất. Còn nếu mà sai hay là ngược lại ấy, thì nó sẽ thực hiện cái hành động thứ hai, công việc thứ hai. Trong ngôn ngữ lập trình lập ngữ ấy, trong ngôn ngữ lập trình lập ngữ thì nó sẽ lập trình như sau. Hành động thứ nhất, nó sẽ thực hiện hành động thứ nhất ở giai đoạn này. Nó sẽ thực hiện hành động thứ nhất ở cái lệnh này. SG MB SGMB con rồi nó thực hiện lệnh L hành động thứ hai. Tiếp theo là nó sẽ đông. Đây. Đây là một vài cái chương trình cơ bản của nó. Cùng xem lại. Một điều chúng ta phải lưu ý nữa đó là
lệnh JNC JNC thằng ghi của nó thì nó nhảy, nó sẽ nhảy nếu cờ nhớ không được đặt, nó sẽ nhảy lần này, nó sẽ nhảy nếu cờ nhớ không được đặt. Còn lệnh di xê thì nhảy nếu cờ nhớ được đặt. Đây, mình nhảy nó còn nhớ được cả. Còn cái lệnh mà trong cấu trúc này còn có một cái lệnh nữa. Đó là lệnh SJMP, tức là nhảy gián tiếp từ con đỏ dữ liệu sang SJMP. Đây, SJMP đó là lệnh nhảy ngắn, nhảy ngắn. Đấy. JMP L nó cũng là nhảy ngắn. Còn lệnh get là nó trở về từ lệnh trên trục con. Đấy. Lệnh này là trở về từ trên trục con. Đây. Cái này ở đây. Nhảy về từ chim con. Và hôm nay đến đây kết thúc.